tiếp tục phần 2. Ta để điện thoại xuống đây nè, để chị che mất cái mặt rồi lấy cái đâu nữa được. Kệ tôi không che mặt nha, tôi thấy cái hình ở trong cái máy. Có cái cây quay không chịu đem theo. Giờ phải khổ cực cầm vậy thôi. Người ta cũng ngồi nắng giống như mấy cái phạt ở nước ngoài đó không? Ta cũng... Hả? Nó đang chụp hình là làm kiểu hay gì á, người mẫu hả? Đó, đang làm người mẫu hả? Đó, đưa tay đi chân. Rồi đưa cái gì ra không biết. Tôi quay phim mà nó đâu biết đâu. Mà nó đâu biết. Có ông Mỹ. Chụp hình người mẫu quá quá tôi hả? Selfie. Để tay xuống đi thì chụp cho đẹp. Hả? Chụp cho đẹp nha. Tôi ra quán à. Hai đứa con chung mất đi mất tiêu rồi kìa. Đằng kia sao xong chứ đằng này. Nó bên kia xong, không biết ở đâu. Nhà chỗ mà mấy có chiếc tàu đồ. Chỗ chiếc tàu đồ đó. Đây cái này cái cà là đó. Cái dầu bóng. Có hình đẹp coi nè. Ra bờ sông á chắc mát luôn đó. Có mấy đứa học sinh nó làm cái gì kìa. Hai nhỏ vô chắc đi lên trên đó rồi đó. Đâu? Mấy cái này hình như kỳ đó thằng ngãy nó ra đây nó làm công tình à. Phải không? Ủa sao nó đi đằng đắng không có người? Hai đứa con vô nó bỏ vô rồi, nó đi tùm lum rồi, tiêu rồi. Ờ mấy chiếc tàu này nó chở người đi nè. Nhưng mà nó nằm mấy nay, mấy chiếc kia nó nằm mấy kia xong mà không biết ở đâu. Ủa sao nó đi ngã đó, đi ngã này nè không đi. Hả? Lần này chưa mình chưa đi mà. Đi hồi vòng lại. À, cứ đi theo nó đi.
Hả? Đi 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 ra ngoài đi, vòng lắm. Bé kia còn xa lắm mà, không chịu đi. Đi theo con để nó mất. Mất. Nó bự vậy mà mất. Chú biết how old your children không? Đi ra ngoài này không chịu đi.